Đúng là camera giấu kín các bạn ạ. Chỉ có camera giấu kín thì chúng ta mới nhìn được những thứ mà ngày thường chúng ta không nhìn thấy. Mình chào tất cả các bạn nhé. Như đoạn đầu các bạn cũng đã nhìn thấy đấy, cái con chim mắt xéo của mình là nó cũng đã đẻ thêm một cái quả trứng thứ hai. Nó đẻ xong thì nó nằm ở tổ một lúc khá chi là lâu rồi bắt đầu nó mới rời bỏ khỏi tổ. Thì như các bạn đang nhìn thấy đây này, sau khi con mắt xéo nó rời khỏi tổ được một nát thì em chim di lại từ đâu nhảy vào. Mình cứ tưởng là em chim di chỉ nhảy vào hiếu kỳ rồi nó ngó nghế một tí, thế là em quay đầu đi, hóa ra là em nhảy vào em năn nê mấy quả trứng rồi em nằm em ôm quả trứng luôn. Hắn nằm hắn ôm quả trứng rồi hắn ấp, hắn cứ nghĩ rằng là mình lớn rồi, hắn cứ nghĩ rằng là đấy là những quả trứng của mình thì sao ấy. Hắn cứ nằm hắn ấp rồi hắn lật ngược, hắn lại lật xuôi. Mình xem đến cái đoạn này mà mình cười cứng hết ruột các bạn ạ. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy này, đấy nó cứ nhảy ngược, nhảy xuôi rồi nó lật quả trứng, xong thì nó nằm ôm rất chi là lâu ấy. Đây là cái hình ảnh của buổi chiều hôm qua, thì hôm nay mình mới xem lại thì mình mới ghi cho bạn xem để chủ hiếu là mình tìm lại cái khoảnh khắc mà khi con chim mất xéo mình nó đẻ quả trứng thứ hai ấy, thì không ngờ mình lại bắt gặp cái cảnh tượng như thế này. Chứng tỏ là con chim di của mình cũng đã lớn rồi đấy. Mình nghĩ là chắc là đến tầm nó khoảng tháng 4, tháng 3, tháng 4 sang năm là nó cũng đã đến mùa sinh sản rồi. Nếu như những cái con chim di ở trong cái AV của mình mà nó làm bạn được với con chim di này là có khả năng là đẻ đấy các bạn. Ra tao hỏi đây nhanh lên. Gì? Đây. Nên, nhanh lên tao hỏi. Mày giỏi thật đấy. Giỏi nhé. Đến tao còn không dám lại gần cái tổ của nó mà sao mày dám bén mảng đến đấy hả? Gì giỏi nhỉ? Mày ăn phải cái gan gì đấy hả? Mày có biết được cái mỏ của nó cứng như thế nào không? Nó mổ tao một cái còn chết điếng ở cỡ mày, nó mổ một cái thì ù tai hoa mắt trong mặt thế. Mày giỏi thật đấy nhỉ? À, người thì bằng cái tí tí, cái quả trứng thì nó to hơn cả người mà dám ôm quả trứng của nó làm mà. Giỏi thật đấy, lại còn vần ngược vần xuôi nữa. Nó mà nhìn thấy mày nó mổ cho một cái thì thôi đấy nhá, không còn gì để mà cứu vãn nữa. Mày giỏi thật đấy. Đến tao vào đây tao còn sợ nó mà còn mày. Mày ra vào đây tao hỏi chuyện tiếp. Ra ngoài này, không nói chuyện ở trong này, nó mà nhìn thấy tao nó lại mổ tao bây giờ. Đi. Đấy đúng rồi. Rồi, ra đây hỏi chuyện tiếp nhá. Thế Di có biết là Di tuổi gì không? Di chỉ đáng tuổi xỉu nhi thôi nhá. Mà dám ôm quả trứng à? Dám nghĩ mình là thanh niên à? Dám ôm quả trứng để ấp. Ai nó khiến Di ấp thay? Đâu rồi? Thằng Di, nó sợ con chim sáo này này. Cái thằng sáo nó lại chạy theo mình ra tận đây này. Đi vào trong nhà ô. Đi vào. Đây là cái thức ăn của con Di. Sáo không ăn được. Chết, nhìn độ này nhìn nó đổi lông nhìn nó điêu không này. Không ăn được đâu. Nào, thôi ở đấy đi. Ở đấy. Này, nó chạy theo chân này. Ngay chân này. Đâu nhỉ? Hay nhỉ? Bảo vào trong nhà chơi thì không vào, lại ra đây nằm sưởi lắng. Các bạn nhìn cái điệu sưởi lắng của con chim sáo nhà mình này. Trông có điêu không? Trông như là chim tèo rồi ấy. Đấy, nói cái nó lại dậy rồi. Đồ này nó đang đổi lông nữa mà nhìn nó cứ sơ xác quá. Chỗ thì có lông, chỗ thì không có lông, cứ như là chim vặt lông thiếu nước ấy. Tôi đi vào đi sáo ơi. Sáo, vào đi. Vào trong nhà nhé. Há hốc mồm này, năn đùng bây giờ này, năn đùng bây giờ này. Này, năn đùng này. Như chim dính đạn giờ này. Anh. Anh. Mày ở đây mà mèo hàng xóm ra đây nó vồ thì có mặt đi đằng Tây Thiên. Này ngã ngửa ra này. Ngã ngửa ra này. Đi vào đi sáo đi. Vào đi. Điệu gì ấy? Điệu gì ấy? Thôi, Hồng ơi. Hồng ơi đi rồi. Hồng ơi. Trông chán quá sao ạ? Đi vào đi. Vào. Vào nhà nhá. Đi. Này mày không vào tao vào nhá. Tưởng không vào. Gớm. Mày mà đứt được cái đuôi của ta thì ta đã may quá. Thôi kệ con sáo với con chim gì ở ngoài đấy đi. À các bạn ơi, trong cái nội dung video hôm qua ấy, mình bảo là mình muốn mua thêm vài con chim mắt xéo ấy. Thì có một chú ở trên phố, chú xem được video của mình, chú điện cho mình bảo rằng là cháu ơi, chú bẫy được 3 con mắt xéo ấy, thì cháu lên đây chú để cho cháu. Thì bây giờ mình sẽ tiện lên trên phố mua thêm chút đồ cho ít thú của mình, bởi vì bây giờ là đang có dịch, nó lại muốn quay trở lại rồi, thì mình đi mua thêm chút đồ để phòng khi dịch mình không thể đi được. Và tiện đó thì mình nên mình mua luôn 3 con mắt xéo của chú nhé. Nhiều vậy à, hay là đấy là những con khác hả chú? Mắt đỏ, còn mắt xéo thì có 3 con thôi. À dạ vâng, đâu cho xem cái.
Đây mắt xéo bụng trắng. Vâng đúng rồi, mắt xéo bụng trắng. Cái con này không phải này. Phải. Cái con còn con này mắt đỏ à, mắt đỏ này. Đây này cái đấy, con này bụng này. Trắng này. Cái con bụng đúng trắng rồi. Này mới phải này chú này. Con này cũng phải này. Vâng. Ba con bụng trắng mà đây. Và còn nó con ba con này là nó trèo lên trên. Dạ vâng ạ. Thế còn những con dưới này là con gì ạ? Dưới là mắt đỏ. Mắt đỏ ạ. Mắt đỏ ấy, còn con này là con xẻ. Xẻ đông. À xẻ đông ạ. Ừ. Thế ở đây túi bục này chú. Bục này không sợ đâu. Thế như cả cái túi này thì chú bán bao nhiêu tiền? Hả? Cả chỗ này á. Chú bán rẻ cho cháu, chú bán rẻ cho cháu và cháu vừa nuôi mấy con nào không nuôi được thì sao cháu thả dần nó định được. Cháu chủ yếu nó nuôi trong avi to ấy. Thì chú có bán rẻ cho cháu được không? Thì cháu mua cả túi. Cả túi này phải con kia phải 70 phải 55. Cả túi này 200. Cả túi này 200. Vâng. Có cái đựng như không thì chú cho cháu cái túi đây. Túi nó, này nó cũng rách chú, rồi. Túi chuyên nghiệp rồi. Thế? Đây, túi phải may như này để chú ấy chứ. Thế thì giờ làm nào chú nhỉ? Hay chú kiếm cho cái bao tải nhà chú có gần đây không? Chú ở trong này hay đi vào nhà chú? Cháu dịch giá này cháu cũng không muốn đi nhiều ấy. Thế thì chú cứ vào đi. Hay là cháu đứng ở cổng nhà chú cũng được nhá. Ở đây là thuộc thôn Nương Phong chú nhỉ? Thôn Chùa. À thôn Chùa, xã Lương Phong hả chú? Vâng. Mất xéo nhẹ ấy. Con này là không nhổ lông cánh bởi vì là ấy. Cháu về cháu nuôi ạ. Nuôi. Vâng. Cái túi này thì túi chuyên dụng rồi. Bởi vì chú treo ở lán là nó phải có cái đáy này, không là nó chết. Vâng. Ở trên này là cũng không có ca nào bị cách ly ở trong thôn chú nhỉ? Cách ly hết rồi, từ hôm mùng mấy hết rồi thì nó lái xe. Dạ. Rồi, xin. Thế là ở đây có khoảng bao nhiêu con chú nhỉ? Đây nó có 11 con, cả xẻ đồng là 11 con. Cháu xin chú nhé. Được rồi, đang lấy đi rồi. Bỏ thì phải tao bỏ đi. Chú ơi, chú bán cá giống hay là chú mua đấy? Bán. À, chú bán à? Vâng. Chú mua, chú bán à? Cháu đang chuẩn bị mua chú ạ. Cá gì cũng có phải không chú? Vâng. Cháu ở đâu? Cháu ở dưới Sơn Giang. Đúng lúc là mình chuẩn bị đào một ít ao, không biết mua cá ở đâu thì lại gặp cô chú. Tiện là xem cô chú thả cá giống xuống ao xem là nó như thế nào. À đây là cá giống loại gì hả chú nhỉ? Cá trôi. À cá trôi ạ? Ừ. Chỉ một cá trôi thôi ạ? Đây đọc cá trôi. À vâng. Đây là bán theo con hay là theo cân hả cân. Chú? Theo cân hả? Cân hết. À tức là mình đổ ra không có nước này là cân cá không? À. Ui cá cũng to ghê chứ mà. Cháu chào chú. Vâng. Cá giống mà to thế nhỉ. Đây là giống trệ. Vâng. À đây là giống khủng. Vâng. Ba cân. Bao nhiêu khát đó? Ba mươi cân. Dạ. Dạ. Để ông khánh vào khánh. 30 cân. Ở đầu kia có người ngồi câu phải không chú? Ừ, ông ấy như ông cách ly ông ấy ngồi câu cho vui. À thế ạ, vâng. Ông anh họ. À. Ngồi câu cho vui. Đấy, quay đi. Có đẹp. Bạc
hình này vừa lại in. Một lúc cái này hồi nghe. Nó vẫn sống vậy. Mở đâu đây đấy. Sống. Cái lưng lên. Cái lưng thì dọc cái lên. Thế. Biết là tôi phát tát rồi. Ông phải giết mày già. Là mỗi người một tí đấy chị. Là chị. Nói nó vào hết điện thoại. Cháu có số điện thoại của chú rồi nhá, lúc nào mà cháu mua thì sau cháu điện cho chú lấy hộ cháu nhá. Nhưng mà cháu mua ít lắm đấy, cháu bảo trước. Chú này tưởng khách chộp thì. Ok chứ? Vâng, cháu về đây chú nhá. Vâng. Này. Nhanh lên đây có quà này. Sao? Đây. Nghe tiếng mình gọi cái nào ở tận đâu phi lên. Đây chân sâu quy này. Đấy. Mình đã về đến nhà rồi các bạn ạ. Để mình xem là với 200.000 mình mua được những cái con chim gì nhé. Và mình sẽ mang vào trong này, mình thả nó vào trong một chiếc lồng để xem là cái con nào là con mắt xéo và cái con nào là không phải mắt xéo. Con nào mình nuôi được và con nào mình không nuôi được. Đây, đóng cửa lại đã. Ok. Đây, cái con đĩ sáo nó đã hóng vào đây rồi này. Đây, có vào không? Vào sáo này. Vào đây. Nhanh lên. Vào không? Vào. Nhanh. Có vào không? Đĩ sáo. Hóng hết. Vào đây. Nhanh lên. Ngó nghế khỉ nó không vào, tao đóng cửa. Những con chim khác nó bay ra mất rồi. Đây. Để mình thả. Đây, cái lồng này bỏ lâu han quá. Ra đi. Mình sẽ xem sao cái con nào nuôi được và con nào không nuôi được thì mình thả nó đi. Ui, con này là cái con gì nhỉ? Giống mắt xéo nhưng mà chân nó lại màu đỏ. Mắt nó ôi nọt. Lọt rồi. Ui, biết nó to thế mà sao lại nọt được cái khe này nhỉ? Đây này cái con gì nữa này. Ui, nó chui được. Ui. Thôi. Lọt hết rồi. Toàn cái con chim gì nó đen, nó giống mắt xéo nhưng mà mắt nó lại màu đỏ các bạn ạ. Ôi, nó chui nọt hết rồi. Mình cứ nghĩ rằng là nó to cơ, hóa ra là nó chui lọt được cái lồng này. Lọt mất ra gần hết rồi. Chết rồi. Để xem mắt xéo. À đây có một con mắt xéo này. Có một con mắt xéo. Đây. Con mắt xéo này vẫn còn non. Được một con mắt xéo. Tốt quá. Đây được một bé mắt xéo này. Wow. Mình đang tính là thả nó đi ấy. Nếu như mà mình xem con nào nuôi được thì mình nuôi, mà không nuôi được thả nó đi. Nhưng mà không ngờ là nó lại chui lọt hết qua cửa lồng, nó vào trong AV mất rồi. Đây vẫn còn 1-2 con ở trong này nữa sao? À đây là cái con gì nhỉ? Đây không phải mắt xéo. Cái con ở tay mình nè, mới là mắt xéo này. Hết rồi nhỉ? Ồ, thấy chú bảo có một con chim sẻ nữa mà. À kia, con chim sẻ kia. Con chim sẻ kia, đây. Ôi, hói. Nọt mắt rồi. Chạy mất rồi. Wow. Thế là 200.000 mình mua được một con mắt xéo và một đàn cái con gì ấy. Ôi, nó chạy khắp nơi cả trong này. Nếu mà thế này thì mình cứ để nó ở trong này luôn các bạn ạ. Khỏi phải thả nó ra ngoài tự nhiên nữa đi. Bởi vì ở trong này thì thức ăn của nó cũng mình cho nó ăn đầy đủ mà. Nó sẽ tập ăn cám cùng với những con chim khác của mình. Wow. Được một bé mắt xéo này. Đẹp thế nhỉ.
Chết rồi, chúng mày phá hết bọn tao rồi. Thôi thôi xong rồi. Ôi ôi bao nhiêu cây hoa súng này. Ôi tan tành hết rồi. Đẻo không? Đấy, vừa xuống dưới kia thả con mắt xéo vào trong chuồng cái nên thì nó đã phá tan tành cái chậu cây của mình rồi. A hồng nhục không? Nó đang đẹp như thế, thôi chết rồi. Cái bọn này đã lười kiếm ăn rồi còn phá hoại. Thả nó ra ngoài đồng, có một lúc cái là nó đòi về rồi. Vào chuồng ngay, vào chuồng ngay. Chuồng đâu? Vào ngay. Này là điều nó dẫm cho này, ngu này, ngu này. Ngu này. Vào chuồng. Thôi, xin mời hai chị điểu vào đi, nốt đi chị điểu. Chị điểu vào nốt đi. Vịt mới chả gà, đang sốt chục hôm nữa thì thả được cá, giờ nó phá tan tành như này phải tầm 15-20 hôm nữa. Để mình ngó xem mấy con chim mắt đỏ đỏ đâu này. Ui kìa nó chạy dưới gậm này. Ui nhanh lắm, nó chạy nhanh như mắt xéo ấy. Kìa. Ừ mình được 8 cái con mắt đỏ đỏ với lại một cái con gì mà nó nhỏ xíu xíu nhìn xinh xinh cute lắm. Đây đây nó đây này. Đấy nó đang rút hết ở trong các cái vẹ đấy. Chim này nó nhát lắm. Như lúc đầu mình cũng chia sẻ với các bạn rồi nên là tính mua về là mình chỉ lấy mắt xéo thôi, còn những con kia là mình sẽ thả nó về tự nhiên hết ấy. Thế nhưng mà không ngờ là nó bị lọt nòng thì nó chui về đây. Thì thôi bây giờ mình nó để nó ở trong này luôn đi. Dù sao thì nó cũng có tận 9 con cơ mà, nói chung là nó có bầy có đàn nó cũng vui đấy. Để biết đâu nó lại sinh sản được thì sao đúng không? À mà gì nhỉ? Cái tổ chim sẻ mình làm ở trên kia là chim sẻ nó đã ở rồi các bạn ạ. Đây, mình sẽ zoom gần hơn cho các bạn xem nhé. Nó ở rồi và nó cảm giác vào đấy rồi đấy. Thế nào là tới mùa sinh sản đợt này là chim sẻ lại đẻ nữa thì vui phết đấy. Nó ở có hai cái chiếc tổ đó thôi. Đây và tiện bên này thì mình quay cho các bạn xem luôn là mình có một cái con chim cu Pháp, nó đẻ được một đôi rồi. Hôm rồi mình có quay cho các bạn xem một đoạn, chắc là các bạn cũng đã nhận ra rồi đấy. Đây, sau mình ghé luôn sang bên này để thăm cái tổ yến phụng. Đây, wow, nó lớn như thế này rồi mình mới dám cầm lên tay nhá. Trước đó là mình có dám cầm đâu. Đây. Barbie cute chưa? Đấy. Cái con chim này bố mẹ nó đẻ liên tục con ạ. Nó đẻ đẻ như máy đẻ luôn. Rồi. Hai con này là nó lở được tầm nó khoảng chục hôm rồi. À không được. Nó được khoảng tuần thôi. Chỉ tầm tuần lễ thôi, gần tuần lễ thôi. Đấy, đẹp chưa? Thôi bây giờ phải cho vào. Cho vào để mình quay cho các bạn xem con yến phụng nữa. Yến phụng của mình thì hai con bên này nó cũng đã sinh sản đâu, nó cứ thế này suốt này. Nó cứ suốt ngày chui vào trong cái tổ kia nhưng mà nó chẳng thấy nó đẻ gì. Đấy đấy đấy, cái con đấy chuyên trị cứ chui trong đấy nó nằm cả ngày luôn. Thế nhìn này, chả đẻ gì. Còn cái con bên này thì là đợt vừa rồi các bạn cũng biết là nó có đẻ được nó có lở được hai con gì đó. Thế nhưng mà sau đó là nó không nuôi con nữa. Và hai con đó thì nó đã mất rồi. Thì bây giờ nó chỉ còn có mấy quả trứng này nữa thôi. Mấy quả trứng này thì mình cũng không biết là liệu nó có trống hay không. Thế nhưng mà cũng ấp lâu lắm hay không thấy nó lở này. Ba quả. Còn ở bên này thì mình vẫn có hai con yến phụng. Một con là nhân nó gửi mình và một con của mình do cái đàn này nó đẻ ra này. Cái đàn này đẻ ra cái con này là con đầu tiên. Đấy được đọc con. Từ ngày mà cái đàn bên này nó đẻ thì là được đọc con này, còn sau này nó đều mất hết. Đây cái con yến phụng nhân gửi nó mắt đỏ, mình đang ghép chung với cái con của mình. À thôi bây giờ mình sẽ xuống dưới nhà để mình triển khai nướng cái con hươu các bạn ạ. Nướng lại cái con hươu. Ngày trước mình nặn cho cái con hươu con của mình một cái con hươu mẹ ấy. Thì để mình nướng xem là liệu có được hay không. Gió to ghê chưa? Có lẽ đây là một cái giây phút mà mình hồi hộp nhất các bạn ạ. Giờ chỉ cần nghe tiếng nổ đánh bụp một cái là thôi là xong luôn, không còn gì để mà nói nữa. Thế nhưng mà từ lúc mà mình cho vào đây là được khoảng 5 phút rồi, là chưa thấy cái con hươu của mình nó lổ các bạn ạ.
thì mình cũng đang rất là hồi hộp, chỉ hy vọng là nó lướng được tầm nó khoảng 20 phút thôi, chỉ cần 20 phút thôi là nó không bị tan bởi nước nữa thì là cái con hươu con của mình nó sẽ có mẹ. Đang rất là hồi hộp cái giây phút này đây này. Thôi, xong phim các bạn ạ. Mình vừa nghe tiếng nổ rất là to rồi. Không còn gì để mà nói nữa rồi. Đây, mình sẽ bới cho các bạn xem. Nếu như mà nó không nổ thì chỉ cần tầm nó khoảng bao nhiêu nhỉ? Một tí nữa thôi là được. Nhưng mà giờ lát tép rồi. Lát tướp luôn đấy. Ủa, lát nát không còn nhận ra hình dáng nữa này. Sợ không? Tài thật, luôn luôn nổ cái phần bụng và cái phần đầu này nó vẫn còn nguyên si. Thế như này.